Thưa quý vị và các bạn, xin mở đầu bản tin ngày hôm nay với những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Cho đến ngày hôm nay, các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang cơ bản đang dần kiểm soát được dịch và lực lượng y tế đã rút dần khỏi hai địa phương này để chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, một thông tin vui là trưa nay ngày 14 tháng 6, bệnh viện ca cơ sở Tân Triều đã chính thức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Dự kiến bệnh viện sẽ mở cửa đón bệnh nhân tới khám chữa bệnh trong ngày 16 tháng 6 tới đây. Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm của bệnh viện trong công tác phòng chống dịch và cũng đề nghị bệnh viện sau khi dỡ bỏ phong tỏa, sớm từng bước triển khai hoạt động, đảm bảo hai mục tiêu, làm tốt công tác phòng chống dịch và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu đang cấp thiết của hàng nghìn người bệnh. Giám đốc Bệnh viện Ca, ông Lê Văn Quảng đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các ban, ngành, các cơ quan báo chí. Ông Quảng cũng cho biết, hiện tại chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện đã đảm bảo trong công tác hoạt động trở lại của đơn vị sau khi gỡ phong tỏa. Tuy nhiên, trước khi bệnh viện hoạt động trở lại, ngày 16 tháng 6, toàn bộ các khoa, phòng sẽ được vệ sinh thêm một lần nữa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn tối đa, giúp người bệnh an tâm điều trị, khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thưa quý vị, trước đó, sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 tại cơ sở Tân Triều, vào ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế đã có quyết định phong tỏa bệnh viện ca cơ sở Tân Triều từ 5 giờ 30 cùng ngày. Và cũng trong thời gian này, Giám đốc Bệnh viện ca đã có quyết định phong tỏa cả 3 cơ sở, không tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị, trừ trường hợp cấp cứu. Trong thời gian phong tỏa, có 3 cán bộ y tế tại bệnh viện, trong đó có một bác sĩ, một điều dưỡng, một học viên nhiễm COVID-19 được phát hiện sau ngày 7 tháng 5. Ngoài ra, còn hơn 700 cán bộ y tế cách ly tại bệnh viện và hơn 1.000 cán bộ y tế tự cách ly tại gia đình đều âm tính với COVID-19.